Tại huyện Lạc Sơn, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự lễ giao nhận quân năm 2021. Năm nay, huyện Lạc Sơn có 249 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó giao Bộ Quốc phòng 7 đầu mối đơn vị với 222 tân binh, giao Bộ Công an 1 đầu mối đơn vị với 27 tân binh. Do dịch COVID-19 nên trong ngày hôm nay, số lượng tân binh được giao là 227 tân binh. 22 tân binh còn lại được giao về các đơn vị huấn luyện tại tỉnh Hải Dương, sẽ tổ chức giao vào ngày 9 tháng 3 năm 2021. Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an bảo đảm tốt cả về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa. Các tân binh phấn khởi hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đến 8 giờ 20 phút sáng, công tác giao nhận quân năm 2021 của huyện Lạc Sơn đã hoàn tất, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao và đảm bảo an toàn.